Chào các bạn, sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn định dạng báo cáo mẫu theo báo cáo kết quả. Đây là báo cáo kết quả. Thế thì để cho tiện theo dõi thì tôi sẽ thu nhỏ cái tệp này lại. Theo nhìn theo kiểu side by side. Bên này thì có hiện cái menu ra, nên là các cái thanh công cụ. Còn bên này thì chúng ta ẩn đi để nhìn cho nó tổng thể. Thế thì có những cái chú thích về thông số, phông chữ, cỡ chữ và khoảng cách đoạn thì chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta làm. Thế đầu tiên là chúng ta sẽ định dạng trang bìa để được như kết quả. Thế trang bìa đây là chúng ta phải cho tất cả những cái này căn ra giữa. Đây. Căn ra giữa. Chỉ có chủ nhiệm đề tài thì là người ta không căn giữa mà người ta căn phải, căn trái và lùi. Đây. Lùi. Đây, và chúng ta lưu ý là cái khoảng cách các giữa các chữ này. Thì đầu tiên ta định dạng cỡ chữ trước đã, là phông size 13, đây là 13, line spacing là 1,37, paragraph after 0 before 0. Đây, chúng ta vào paragraph, ta chọn là line spacing là 1,37, 1.37. Các bạn cứ gõ vào đây thì nó tự động nó chuyển sang chế tùy chọn là multiple. Đấy, còn after là 0 và before là 0. Những cái thông số khác người ta không nói đến thì chúng ta bỏ qua. Đấy thì đấy là cái dòng đầu tiên. Chữ ở đây là nó đậm hơn. Đấy, còn tranh không nói đến. Đấy, đến đây thì lại có thuyết minh đề tài thì là 24 và bold. Đấy, size là 24 và bông, tức là đậm lên. Đấy, còn đề tài ở đây thì nó bằng cái chữ trên là nó là 13. Vì văn bản của chúng ta, toàn bộ văn bản của chúng ta đều là 13. Đấy, cái nào mà người ta không nhắc đến thì chúng ta hiểu là 13, tức là nhỏ nhất. Để có thể tiện hơn thì các bạn có thể chọn tất cả. Sau đó 13, còn không thì chúng ta sẽ đến đâu chúng ta định dạng đấy. Thì ví dụ tôi cho cái chỗ này là 13 rồi này. À, bên này người ta bảo là gì, nghiên cứu kỹ thuật thì là phông size 18, bold thì nó là tất cả chỗ này 18 và bold là đậm. Bây giờ phóng to cái bên này ta xem là đây, thì chúng ta nhấn chủ nhiệm đề tài thì nó sát bên này bên trái. Thì chúng ta cũng vậy, cũng sát lề bên trái, quay trở về như cũ. Và nhớ là 13 nếu không nhắc gì. Tôi nhìn đây là nó còn đậm. Nhưng mà bên dưới chữ Hải Phòng là phông size 13 đậm. Đậm. Đấy, và chúng ta giãn nó xuống. Này mà giãn xuống tức là các bạn đẩy dòng xuống bấm enter. Còn nếu mà các bạn mà muốn thu nó lên thì bấm phím delete. Đấy, bấm phím delete này là nó thu văn bản lên. Còn đẩy dòng xuống ta bấm enter. Thì enter là nó sẽ tạo một dòng, đẩy cái dòng từ vị trí con trỏ xuống dưới. Thế thì nó sẽ đẩy văn bản xuống, chúng ta sẽ nhìn được cân đối. Thế thì cái trang 1 của chúng ta là còn thiếu một cái đường viền. Đây, chúng ta nhìn thấy đường viền trên trang. Thế thì cô vào design
cô chọn page border là đường viền của trang. Và chúng ta nhìn cái kiểu là ngoài dày trong mảnh, cho nên là chúng ta đi tìm đúng cái ngoài dày đây, trên này là ngoài mỏng trong dày, còn đây ở đây đây mới là ngoài dày trong mảnh. Chúng ta xem cái chế độ review thì chúng ta sẽ nhìn thấy trước kết quả. Không nói màu, không nói cỡ thì chúng ta cứ để nguyên, chúng ta đã được. Thế nhưng cô làm sai mất rồi. Các bạn có biết là chỉ trang đầu tiên thôi. Thế nên là mình chọn sai mất rồi. Mình phải chọn là this session first page only. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy, ta thu nhỏ lại thì ta sẽ nhìn thấy này. Đấy, chúng ta nhìn này. Thế nhưng mà cái này của cô cũng còn thiếu, đó là nó không nằm sát mép nề giấy mà nó nằm ở trong văn bản. Thì chúng ta phải vào option, ta chọn tiếp là measure from text. Ok. Thì chúng ta thấy là cái đường viền nó nằm sát vào trong nội dung văn bản hơn. Để khi in ra nó không mất cái đường viền này. Thế thì đấy là chúng ta đã xong cái phần trang bìa. Còn nhìn hai cái nó giống nhau. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, mục lục. Cái mục lục thì nó tạo ra từ các cái header. Thế nhưng mà đây của chúng ta chưa có, cho nên là chúng ta cần phải tạo định dạng văn bản xong ta mới quay lại mục lục. Thế thì ta bắt đầu từ cái trang lần mở đầu. Đấy. Thế lần mở đầu đây thì các bạn để cô bỏ chế độ đồng cuộn đi đã. Đấy. Để nó xuống dưới này. Đây là tập PDF em nhé. Tức là các bạn tải về trong đường dẫn theo link ở dưới video ấy. Thì cái này nó là PDF. Nhưng vì ở đây cô mở nó luôn ở trên Word cũng được. Cô sang bên này thì mở trên Word thì chúng ta xem chế độ view side by side ấy, thì ta nhìn thấy cả hai nó dễ hơn. Rồi, thì bây giờ ta mới định dạng cái này. Thì các bạn thấy là văn bản là tất cả đều là những cái văn bản chính này, đều là 13. Nên là từ đây trở về dưới chúng ta nên chọn hết nó là 13. Đấy, để đỡ phải chọn lại nhiều lần. Phông thì đều là Times New Roman. Vì phông văn phòng in ra của mình ấy, thì nó đều là phông Times New Roman. Đấy, các cái báo cáo bài tập lớn hoặc báo cáo đồ án tốt nghiệp thì đều là phông Times New Roman. Các bạn nên dùng chuột cuộn lên thì nó sẽ tiện hơn là kéo. Rồi, thế thì chúng ta cho cái này ra giữa. Đấy, cái này nó ra giữa. Mỗi cái chữ này mở đầu ra giữa. Thì có thể đứng ở giữa, rồi là đứng con trò ở giữa. Để chúng ta kích vào center. Đấy, center. Thế bây giờ các bạn để ý phía bên này. Bên này thì bây giờ có phóng to. Người ta bảo phông size là 16. Bold style là chương. Là chương nhưng chứ không phải chương phần. Xem ở đây nó có cái gì mà tí lại có tự chữ này. Xóa đi. Tức là người ta đã dựng sẵn một cái style tên là chương rồi. Thì trong, tức là trong cái này mà báo cáo cái mẫu của các bạn là đã có sẵn rồi. Thì các bạn cứ vào đó bạn chọn vào là giới thiệu trong style. Các bạn đi tìm cái chữ chương. Đây các em nhìn thấy chưa? Có chữ chương rồi. Và trong cái chương này nó đã chọn là 16 rồi. Và là đậm rồi. Cho nên là các bạn không phải chọn lại nữa. Thế còn ở đây là tính cấp thiết. Thì xem cái hộp này là ra lại không có cái gì này.
Như chế độ này là đang mất hết chữ rồi. Xem nó có mở lại cái gốc ở trên nào. Đấy, nếu mà mở gốc này thì đây chỗ này nó đúng rồi, nó làm tiêu đề một con mức 1. Đấy, phông sai là 13, bâu và style là heading 1. Nên thì khi ta mở ở đây thì nó lại bị vỡ ra. À, đến sang. Rồi chúng ta quay vào chúng ta làm tiếp. Mở ra cái tập trên này cho nó dễ nhìn hơn, cũng thu nhỏ như này để nhìn cái tiêu đề nó dễ hơn, nó không bị lỗi. Rồi thì chúng ta vào style này, chúng ta cũng chọn là heading 1 này. Đấy, nó tự động đánh số thì các bạn có thể xóa cái số đằng trước đi, xóa đằng trước là đưa con trỏ đến vị trí trước cái chữ T này, nó xóa đi và bạn đánh là 1 chấm à. Bên chân Z thì để nó được đường đặt là số tự động. Rồi thôi, còn ở đây đậm và bâu 13 rồi, thì chúng ta không phải định như lại nữa vì cái thiết lập trong cái heading 1 này đã có rồi. Còn văn bản chính thì là phông size 13 này, nice ping 1.37 này, after và before đấy là 66, căn chỉnh văn bản nó đều hai bên, first line là 1.27, áp dụng cho toàn bộ văn bản chính thì chúng ta có thể bôi đen một vài đoạn. Để đến đoạn này cũng được. Đấy. Còn chỗ này nó là cái đề mục rồi. Thì chúng ta chọn đúng là after before là 66 này. Line spacing là 1.37, 1.37. First line là 1.27. Rồi. Và văn bản là giãn đều hai bên, đây chúng ta chọn justify là cái này là tương đương với các bạn chọn cái này trên này. Rồi thế thì chúng ta đã được cái đoạn trên. Còn cái chữ này thì nó giống như tổng quan về tình hình nghiên cứu ấy, thì nó giống như trên, thì cô có thể là bôi đen cái này, cô chọn format painter đấy, và chụp lại cái định dạng giống như trên. Nó giống như trên nhưng nó có số 2. Để thêm số 2 vào. Cái này mà nó cũng lùi vào một first line thì các bạn cũng kích luôn để nó lùi vào một first line. Cái này cũng thế. Cũng một first line. Còn văn bản phía dưới ở bên này thì người ta không nói đến, thì có nghĩa là giống như trên thì các bạn có thể bôi một đoạn đã định dạng hoàn chỉnh ở trên. Sau đó chúng ta vào format painter. Đấy, các bạn mà bôi lại cho những cái đoạn bên dưới.
Rồi. Nó còn cái ba là mục tiêu, là nó giống như trên, người ta bôi đen vọng format center và ta quét vào số 3, anh số 3. Nó quét chưa hết là nó không có phớt lại. Đấy, quét hết là nó không có phớt lại. Thế phải định dạng lại cho cái đoạn này, chỉ cần đứng ở giữa. Nếu không được thì cho ta quét từ đầu đến cuối. Cái này cho 4 này. Đánh số 4 mà. À, còn chỗ này thì chúng ta định dạng theo trên. Rồi là 5 là kết quả đạt được. Thì ta lại bôi cái phía trên này vào format center, chọn 5 rồi và lấy lại số là 5. Còn làm phía dưới này thì các bạn cũng làm như bên này, là cũng chọn một cái định dạng đây vào format center. Chưa được, vẫn không chịu, phải bôi hết một là đây, các bạn nhiều lúc là không phải nó được ngay mà chúng ta phải bôi cả cái đoạn đầu, đoạn cuối đoạn thì nó mới chấp nhận. Nhiều bạn làm không được lại bỏ, nó không được. Nhưng giờ sang chương 2. Chương 2 thì cái này là style là chương. Các bạn vào chọn chương. Rồi. Cái này là nội dung chính như trên. Thế nên là chúng ta sẽ chọn một đoạn ở trên là copy định dạng. Đấy, copy định dạng đây. Đây đang thừa một first line. Thì đưa con tròn lên đầu chữ L rồi bấm backspace. Tổng quan thì đây là heading 1. Còn cái dưới là định nghĩa dấu tin. Dấu thông tin này là heading 2. Thế là chúng ta cứ bôi đen cái này, ta chọn heading 1. Đấy, và nó có số nên là các bạn đánh số bình thường 1.1. Chấm. Đấy, khi bạn đánh như này nó hay bị tự động thì bấm Ctrl Z một lần để cho nó đỡ tự động bật số lên. Thế còn cái này thì là heading 2. Chúng ta chọn heading 2. Đây không nhìn thấy heading 2. Có thể nó ẩn ở đâu đấy rồi. Đây heading 2 phía trên. Cái trên này thì nó lùi sát so với lề, nên là chúng ta đưa nó hoặc vào paragraph, ta bỏ first line của nó đi. Đấy, thì nó sẽ sát này như giống như đây. Còn văn bản này chúng ta nhìn cái heading ấy thì nó đã chọn sẵn rồi. Phông size italic rồi làm đậm hay không thì trong đấy nó đã có rồi, chúng ta không phải chọn lại nữa. Còn đoạn dưới này thì giống như văn bản chính ở phía trên, người ta bôi đen rồi ta copy định dạng. Không được, lại phải bôi cả chứ không bôi một nửa, không bôi giữa chừng. Đấy, ta nhìn thấy chưa, thì các bạn sẽ thấy nó có kết quả ngay. Còn bên này thì người ta bảo hình 1.1 là hình, là phông 12 style là hình thì có rồi, cho nên là các em cứ bôi đen và chúng ta vào cái style đây, các bạn chọn hình. Nó là hình không có dấu, à hình chữ đầu viết thường nhé. Không, tí nữa ta phải nhớ để ta còn đánh mục lục. Đây là văn bản chính, cô cũng sẽ bôi đen và cô copy định dạng. Rồi, cái mục đích dấu tin thì là như bên này vẫn là heading 2. Bôi đen vào style, chọn heading 2. Ừ, nó tự bật số, nếu mà số nó trùng thì thôi, không chúng ta xóa cái số đi gõ lại. Còn bên dưới là thì lại định dạng là văn bản chính thì bạn copy định dạng. Nhưng mà
khi có vi định dạng thì hai cái này của chúng ta thì là nó lại có đánh dấu hoa thị. Nó lại là dấu trừ nên là đây nó không có sẵn thì cô phải vào chi tiết hơn. Nó vẫn bị đổi. Nếu khi là đôi khi các bạn mà thiết lập xong ấy thì nó hay tự động nhảy sang cái kiểu khác thì chúng ta lại chọn lại thì nó sẽ được. Để tiếp tục hai cái này chúng ta lại copy xuống dưới. Có thể nó nhảy lệch dòng lệch trang, các bạn không lăn tăn cái gì đâu. Có thể do chúng ta kích cỡ hoặc là cái size của trang in nó khác đi thì nó sẽ bị lệch trang. Đấy, chúng ta lại tiếp tục copy định dạng. Cái này chú ý hai cái này thì nó lại cũng đánh dấu hoa thị giống như hai trên, cho nên là cô chọn luôn cái phần hoa thị cho nó dễ và định dạng, copy định dạng xuống hết hai cái đoạn này thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ rất trùng và cái khoảng thụt với khoảng thụt cho lề trái lề phải nó giống trên nên nó sẽ đẹp hơn. Đấy, phân loại này lại là heading 2. Đấy, xong đoạn văn bản này thì lại copy định dạng trên để ta có xuống đến đây thôi. Rồi, cái này là phân loại thì là đậm nghịch chân đấy, 13 rồi. Dấu tin thì là nghiêng đậm, audio cũng đậm nghiêng. Hình như là cả video nó cũng thế và text cũng vậy. Thì chúng ta copy định dạng đấy xuống chỗ audio, lại copy định dạng xuống text này. Đấy, định dạng văn bản chính đấy, copy định dạng vôi đen, lại copy định dạng vôi đen, copy định dạng vôi đen, copy định dạng vôi đen. Đấy, đây còn cái từ phân loại theo cái thức tác động lên phương tiện thì nó lại là của gì? Heading 1. Chúng ta xuống tìm heading 1 và nó có đánh số là 1.2. bởi cái heading này các bạn phải đồng nhất với nhau thì tí chúng ta tạo một lục nó mới chuẩn. Đấy, còn đây là heading 2 nên trên chọn heading 2. Đấy, có thể có bạn này heading nó nằm sát nhau nhưng có bạn có máy tính thì nó thay đổi nhưng nó vẫn nằm ở trong này, chúng ta tìm được là được. Rồi copy định dạng không được, phải có cả đoạn. Rồi nó thừa một tab thì đứng đây bấm backspace. Rồi lại tiếp tục copy định dạng này xuống dưới. Thừa một tab, lại bấm backspace để xóa cho nó bằng. Đây chúng ta nhìn những cái dòng đầu tiên trong đoạn này. Phương tiện chứa thì là heading 2 nên là bôi đen. Và đây ta chọn heading 2. Phương tiện chứa này
Do nên lại thiếu một cái từ dấu tin mật. Đây là dấu tin mật, ở đây còn loại này nữa. Định dạng tiếp. Rồi, thừa một phím, thừa một cái tab ở đằng trước đầu đoạn. Cái này là gạch chân. Để thêm một chấm, cái này chúng ta cũng bôi đen, chọn hết đi hai. Đây, bôi đen cái này ra định dạng bên dưới. Lại thừa một tab. Xóa đi. Cái này hết đi hai. Rồi xuống cái trang dưới này thì các bạn chọn hình. Hình thì nó đã là tự động cân giữa rồi, chứ không phải cân, chúng ta nên chúng ta cứ chọn thôi thì nó sẽ tự động cân giữa. Là style. Một số ứng dụng này cũng là heading 2 này. Đấy. Nó đánh đúng, tự động đánh số đúng rồi, còn không thì chúng ta cứ xóa đi cho đánh lại. Phần chỗ này là văn bản chính, cô đã bôi đen ở trên. Copy định dạng xuống dưới. Rồi. Giờ bảo vệ bản quyền tác giả là đấy, đến hết chữ truyền thông tin mật. Thì cái này là đánh dấu hoa thị, là hình vuông. Thì các bạn phải vào hoa thị. Các bạn chọn cái hình này. Khoảng cách dòng thì nó giống như trên, nó có hoa thị thôi, thì nó chính là 1,37, thì nó mới giãn ra ra nhìn mới phải giống như này. Tiếp tục phát hiện được có dấu tin trong phương dữ liệu đa phương tiện, và đây chúng ta chọn là heading 1. Nó thiếu thì cô gõ thêm 1.3 chấm rồi. Xong đó là cái định nghĩa này của các bạn thì nó lại là heading 2. Rồi đấy, ở chỗ này tiếp đến lại là copy định dạng xuống dưới. Tại sao có, bởi vì nó có nghiêng, nhưng mà chỉ có đoạn đầu thôi, còn những cái sau nó còn khoảng cách trước đoạn sau đoạn, cho nên là cô copy nó giống như cái dưới đó. Hình 3 cũng vậy, chọn style là hình. Rồi các yếu tố phân tích, các yếu tố phân tích là heading 2. Phân tích dựa trên thì toàn bộ chỗ này các bạn chọn nó giống như văn bản chính ở trên đã. Cái nào nó đặc biệt thì tính sau. Đây, đến hết dòng này. Rồi. Cái này của bạn thì là như đề bài thì như kết quả thì họ sát đây và họ thêm chữ đậm. Đấy, còn lại thì không có gì. Đấy, phân loại heading 2. Các phương pháp phân tích để chia thành 3 nhóm. Thì cái này nó giống như là đoạn văn bản chính ở phía trên. À, theo như đề bài thì cái này là nó sát lề, cho nên là nó không có first line, không kích vào chọn first line. Đấy.
còn cô copy cái này là định dạng cho cái giai đoạn dưới. Rồi sau đó cái nào mà nó đậm hoặc nghiêng thì mình sẽ chọn riêng đậm, cái đậm nghiêng này, đậm nghiêng này. Đấy, copy luôn đi để xuống dưới này. Đấy, lại copy tiếp này, xuống đây này. Đấy, cho tôi nhìn này. Đấy, theo thống kê đúng rồi. Còn một số thuật ngữ cơ bản thì nó lại là heading 1. Các bạn cứ để ý là thường là heading 1 là đậm nhưng không, đấy, còn heading 2 thì mới có nghiêng, đậm nghiêng. Rồi sau đó là xuống copy định dạng cho đoạn. Tất cả những cái này đều giống nhau, những cái nào đậm thì tính sau. Đấy, là những cái chữ đầu của mỗi đoạn là có đậm. Đấy, thì ví dụ dữ liệu, dấu dữ liệu là đậm. Đấy, copy định dạng, table copy định dạng, ít thân thủy vân, bây giờ thủy vân có định dạng, phương tiện chứa. Bây giờ lại copy định dạng. Đã có vì hình dạng. Có quá rồi. Thật bôi quá rồi. Bôi tại vì nguyên tắc cứ bốn đâu là nó sẽ định dạng đến đâu á. Chúng ta đã xong cái chương 1. Chương 2, chương 2 là người ta bảo nén ký tự để chỉ thể hiện trên một dòng. Các bạn nhớ nhé, vôi đen này, vào style chọn chương, sau đó là nó vì nó đậm và rồi nó không phải chọn nữa, nhưng mà nhớ là nén ký tự để chỉ hiện trên một dòng thì chúng ta phải kíp vào đây. Đấy, sau đó là các bạn vào advanced. Trong Advanced này các bạn chọn spacing, các bạn chọn khuôn đen. Đấy, thì các bạn để ý cái này bạn chọn là 1 thì chắc không được đâu, phải 1.1. Ok, nó vẫn chưa lên một dòng là do đây này, chúng ta nhìn nhé, nó phóng to ra phần màn hình. Nó chưa một dòng, cô bật cái thước lên, các bạn nhìn này, này trái này phải đang bị nùi hết vào như này, nó bị bóp hai bên này, thì các bạn vào trong home này, trong paragraph này, các bạn bỏ lép về không, thế là khoảng thụt này trái nó với bằng 1 thì giờ cho về không, 2 cũng bằng 0 thì nó mới lên một dòng được. Giờ cô lại thu nhỏ lại. Xong bên này thì chúng ta lại quay về cái văn bản chính, thì cô cóp nó định dạng như trên. Không được là do mình cóp nó không đầy đủ. Đây, cóp chỗ này nó không có bắt đầu đầu đoạn này là đấy đậm, nên là cô không có chọn cái đó. Rồi sau đó các bạn lại copy tiếp còn đây một số phương pháp này, chúng ta cũng là đậm là heading 1
đánh số là 2.1. Đấy, lại boolean đây ta copy định dạng xuống dưới. Sau đó cái hai này là heading 2. Heading 2. Rồi. Lại boolean này copy. Bảng này thì là không nói gì, căn giữa đấy, chữ đậm và nghiêng. Lại copy đoạn để có hiện dạng đấy, và hình này thì cũng dùng style là hình. Đây là heading 2. Đấy, heading 2 này là cứ đậm vào nghiêng. Rồi lại vui đem cái này copy xuống dưới. Chưa được, lại copy lại. AB được rồi. Lại xuống dưới tiếp. Đây nó là hình, thế này là bắt buộc phải chọn cái này thành hình. Thuật toán hơn thứ này là cũng định dạng đoạn. Thuật toán rất tin đầu vào đầu ra, bước 1, bước 2 vẫn chưa được, bôi hết lại. Rồi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 tách cũng thế. Đây là heading 2. Lại bôi đen vào đây. Chúng ta heading 2. Đây chỉ đậm thôi, không heading. Rồi các bạn lại bôi lên cái này, copy định dạng xuống toàn bộ chữ giả sử. Đấy, sau đó là từ cái chữ chọn này cho đến đây nó lại đánh dấu hoa thị, còn cái hình thì không. Thế là chúng ta nhớ là bôi từ chọn này cho đến hết trước chữ hình. Đấy, vào đây đánh số, hoa thị số. Các bạn chọn lấy một cái. Đấy. Cái nào cũng được nhưng mà số. Sau đó thì ta thêm cái dấu ngoặc bằng trước bằng cách ta lại quay lại cho đó nhưng kích vào chi tiết. Chúng ta chọn là đi define new và trong cái chỗ number format này. Các bạn thêm cái mở ngoặc đằng trước nhưng đừng xóa cái dấu rồi như sau, như là cái màu xám xám này nó sẽ mất cái tự động thứ tự của nó. Đấy, các bạn nhìn thấy là chúng ta đã đánh số xong này, đang quá này. Đấy, còn những cái này của các bạn mà nó đang hơi dạng hơi lùi vào tí thì chúng ta cầm nó bấm vào đây ta tăng nó lên, thì đây chính là kéo nó giảm khoảng thụt so với là trái, thì ta kích vào là nó sẽ kéo sát rồi. Đấy, các bạn nhìn nó kéo sát vào đây, đúng rồi, nó sát này là đúng rồi. Nhìn cái hình này thì không có táp.
Nó không có bỏ thủ đường trước. Đến đây lại chọn style là hình. Đấy. Còn cái B này là đậm thôi, không có style nào cả. Tiếp đến là các cái văn bản này thì chúng ta cũng để ý này, nó có đánh số này. Bây giờ chúng ta văn bản chính thì các bạn chọn lấy một cái và copy định dạng. Rồi. Bấm tab là nó lùi vào. Còn lại từ đây trở đi là đánh họa thị thì ta bôi đen. Cho đến đâu? Đến hết chỗ tách thông điệp thôi. Bôi đen. Đây, đây, tiếp tục tách thông điệp. Rồi. Cũng đánh họa thị là 1 2 3 nhưng có đông ngoặc trước. Đấy, cái này nó đang vỡ thì thôi ta cứ làm như này là được rồi, là đẹp rồi. Đấy, xóa bớt một đồng trắng đi. Những cái văn bản này nó chưa dẫn đều hai bên, cho nên là các bạn bôi vào và bạn phải dẫn đều hai bên vì đánh số rồi nên cô không copy giống như những cái kia nó 1.37. Hoặc có thể cách bạn làm là bạn copy định dạng giống như trên rồi xong nó bôi đen mới đánh dấu số thì đỡ phải định dạng lại. Đấy, cô lại bôi cái này, cô copy định dạng xuống dưới. Đấy, vì định dạng chúng ta nó chuẩn lên trên thì chúng ta chuẩn dưới. Hình này là style hình. Hình này nhé, hình dưới này tất cả từ trước là chúng ta đều là chọn cái dưới. Bên dưới này cũng là hình. Cô chỉ cần đứng giữa dòng và cô áp dụng thì style này nó áp dụng cho cả đoạn, cho nên là nhiều khi chúng ta không phải bôi đen hết khi áp dụng style, chỉ bôi đen khi định dạng thôi. Đây là chúng ta đã định dạng xong hết rồi, còn bây giờ quay lên để chúng ta đánh mục lục. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, để cô lướt một lượt. Đặc biệt là cái này rất nhiều bạn làm sai, không nén chữ vào. Rồi, hình vẽ mục lục này là các bạn sẽ chọn cái style là gồm đây nhé, như trong cái kết quả này cô cuộn lên trên các em nhìn nhé. Đấy, cho các bạn nhìn này. Thế thì đưa ra gồm có danh mục hình vẽ này là mở đầu này, tổng quan này. Đấy, và đến tận 1.1.1 tức là chương này, đưa ra những style là chương này. Đấy, rồi heading 1, heading 2. Thế là các bạn kích vào đưa con tròn vị trí này vào reference này. Xong table content này. Đấy, các bạn chọn custom table content. À, nếu mà bạn mà chọn những cái mẫu ở trên ấy, thì nó hay có chữ content là table content. Đấy, sau đó chúng ta lại phải xóa nó đi. Thì ta chọn custom table content và ta vào option để ta chọn những cái đấy mà các bạn style mà các bạn, đây là nó liệt kết tất cả các danh sách style ra và bạn muốn danh sách style nào thì đánh số cho nó, và cái số đó nó sẽ thể hiện mức độ. Nếu mà là 1 thì là mức cao nhất, trong 2 là mức nhỏ hơn, 3 là mức nhỏ hơn nữa. Đấy, ở đây nó có heading 1 và heading 2 của chúng ta rồi. Heading 3 chúng ta không có, chúng ta xóa đi. Đấy, cái nào không có thì các bạn xóa đi. Đấy, đi nước hết một lượt xem cái nào đánh số có nghĩa là cái gì dùng. Rồi, ok. Xong đó các bạn có thể chọn lại kiểu đường. Đấy, rồi là chọn hoặc là không đường. Đấy, thì các đây là chọn kiểu đường. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đã ra rất đẹp. Mục lục này của cô trong đề bài này là về căn giữa. Căn giữa. Đấy, mục lục căn giữa này. Mà bôi hình như nó cũng là chương nên là chữ nó đây chương nó to hơn nhiều. Xóa bớt một cái dòng trắng này để nó sát được cho nó đẹp. Thế là danh mục hình vẽ, đây danh mục hình vẽ đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy danh mục vẽ chưa? Người ta bảo nhá, mục lục thì nên là các bạn có thể
phải cân chỉnh định dạng lại sau khi trần mùng một nó giãn chữ ra. Nơi đây của chúng ta nó như thế này, nó phù hợp rồi, nó giãn ra rồi, nó đẹp rồi thì không phải cân chỉnh lại. Nhưng có trường hợp nếu mà nó không đẹp thì các bạn vẫn bôi văn như văn bản. Đấy, các bạn có thể co chữ xuống đây, để nhỏ chữ xuống, bóng to lên thì đấy là tùy các bạn. Câu là 13 rồi. Và bạn có thể vẫn áp dụng cả after before rồi khoảng cách dòng cho nó như một văn bản bình thường, chứ không nhiều người cứ thế chèn vào là ảo mà không chỉnh sửa được. Cái này hình vẽ này cũng là chương đấy, để nó căn ra giữa. Rồi chúng ta vào reference, chúng ta vì đây nó không phải là tạo ra từ caption nên ta không thể dùng insert table finger, mà chúng ta tạo ra từ các cái style này, trong style này thì chúng ta vẫn dùng insert chúng ta sẽ vẫn dùng là table content. Và chúng ta vào custom, thay vì chặn heading 1 đến 2 thì là các bạn chỉ đánh số cho mỗi hình thôi, đánh số cho mỗi hình thôi, hình 1. Còn những cái trên ấy thì các bạn bỏ hết đi, bỏ hết đi, heading 1 cũng bỏ, heading 2 cũng bỏ. Đấy, có mỗi hình thôi, ok. Để ta nhìn ra đúng mỗi hình rồi. Đấy, nó hỏi các bạn ES nó có thay thế cái mục lục phía trên không. Nếu mà bạn chọn ES là nó sẽ đè lên cái mục lục này, thì nó tưởng là trong một bài tài liệu chỉ có một mục lục thôi, nên là sợ bạn đổi ý thì các bạn nên chọn no, và nó sẽ chèn ở vị trí con trỏ bạn vừa đứng. Thế thì chúng ta đã hoàn thành xong bài định dạng tập mẫu theo kết quả ở đây. Đấy, nên là toàn bộ kết quả đấy, đã hoàn thành. Các bạn xem và để căn chỉnh cho đúng. Chào các bạn.